Anh không phải chồng tôi. Tôi đâu có nói phải đâu. Bây giờ tôi không nhận ổng. Chơi đi chơi đi. Chơi tới lù khù luôn đi. Bà này là vợ của ông đó. Không phải. Tôi không muốn về nhà với ổng. Tôi chỉ tới coi ổng chết chưa. Nếu anh thật là Dương Bách Giận thì tốt biết mấy. Em chỉ yêu cầu là tối nay anh có thể một lòng một dạ bên cạnh em, cùng em đóng chung vở tuần này. Ông sợ được không? Em mũi to, tối nay cả đám bạn bè mở tiệc đang chờ đợi em đó, còn đứng ở đó làm gì nữa? Biết rồi.